Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Những cây phong thủy, người tuổi Thìn nên trồng. Những người tuổi Thìn hợp cây gì để đem lại nhiều tài lộc? Cây cảnh phong thủy phù hợp với người tuổi Thìn cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là đối với người tuổi Thìn. Cây cảnh phong thủy không chỉ mang đến cho không gian tươi mới, trong trẻo cho gia đình bạn mà còn mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy khác nhau. Mỗi mệnh sẽ phù hợp với những loại cây khác nhau, mang đại diện của mệnh thổ, kim, thủy, hỏa, mộc. Nhờ đó mà tài lộc và vận khí của mỗi mệnh cũng khác nhau. Vì vậy, người tuổi Thìn sẽ phù hợp với những loại cây cảnh nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Đôi nét về những người tuổi Thìn. Nhìn chung, những người tuổi Thìn thường rất nhạy bén, nắm bắt cơ hội, thời cơ, tận dụng những thời cơ để phát triển bản thân hơn trong cuộc sống. Thường những người tuổi này có vận mệnh rất tốt, đạt được mọi thành công rất sớm và dễ dàng hơn các tuổi khác. Nhưng trong số những người này thường không duy trì và phát triển như thành quả ban đầu. Người tuổi Thìn có rất nhiều tố chất trở thành người quản lý tốt, luôn cẩn thận, thận trọng, sắp xếp thông minh, luôn có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng trong bất cứ việc gì. Đây là điểm khác biệt mà hiếm tìm thấy ở các tuổi khác. Bên cạnh đấy, người tuổi Thìn cũng có vài điểm yếu. Nếu biết được điểm yếu của bản thân cùng các yếu tố phong thủy hợp cùng mệnh sẽ là chìa khóa để bạn thành công hơn. Việc lựa chọn cây phong thủy hợp với người tuổi Thìn cũng là giải pháp tốt nhất để khắc chế được một vài điểm yếu cũng như nhược điểm của người tuổi này. Tuổi Thìn được chia làm các mệnh sau. Người sinh năm Nhâm Thìn thuộc hành thủy, sinh năm 1952. Người sinh năm Giáp Thìn thuộc hành hỏa, năm 1964. Người sinh năm Bính Thìn thuộc hành thổ, sinh năm 1976. Người sinh năm Mậu Thìn thuộc hành mộc, sinh năm 1988. Người sinh năm Canh Thìn thuộc hành kim, sinh năm 2000. Cây phong thủy hợp người tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952. Cuộc sống người tuổi Nhâm Thìn có nhiều tài lộc và may mắn. Họ là những người có bản tính rất hiền và lương thiện nên cuộc sống thường rất hạnh phúc. Tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy nên gam màu mang đến may mắn cũng như cải thiện phong thủy là cây màu xanh dương, màu trắng. Người tuổi Nhâm Thìn nên lưu ý không nên chọn những cây cảnh có màu nâu, vàng hoặc quá nhiều màu xanh lá cây. Cây tùng bổng lai. Cây tùng bổng lai là biểu tượng tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ dám đương đầu với thử thách để vươn lên trong cuộc sống. Loại cây này tiếp thêm sức mạnh, mang năng lượng tích cực cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Cây kim tiền, cây kim phát tài. Cây kim tiền hay còn gọi là cây kim phát tài, chúng là cây có sức khỏe cứng cáp, dẻo dai nên có sức sống vững vàng trong điều kiện khác nhau. Điều này đã nói lên được phần nào ý nghĩa mà cây kim tiền mang đến cho người tuổi Nhâm Thìn. Cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ có lá mọc thẳng tắp, thể hiện sự quyết đoán và ý chí tiến lên trong cuộc sống. Cây lưỡi hổ mang ý nghĩa may mắn, giúp người tuổi Nhâm Thìn phát tài, phát lộc, dồi dào tiền bạc. Những cây hợp với tuổi Nhâm Thìn như cây lan ý, cây cung điện vàng, cây lan chi, dày nhện, các loại cây tùng như cây thủy tùng, cây tùng la hán. Đặc biệt, nếu người tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, trồng cây thủy sinh sẽ rất tốt, mang đến cho họ nhiều may mắn trong gia đình, công danh và sự nghiệp. Cây phong thủy của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Những người tuổi Giáp Thìn có lối sống nề nếp, ngăn nắp, có thể quản lý, tổ chức, là người rất đáng tin cậy, giao phó trách nhiệm. Người tuổi này đa phần khổ về duyên nợ rối rắm, công danh sự nghiệp có những điều thường thay đổi, thăng trầm. Theo học thuyết về phong thủy, người tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, thích hợp với những loại cây phong thủy màu đỏ và rất kỵ cây có màu đen, vàng. Cây phú quý. Cây phú quý đúng với cái tên của cây, nó mang lại sự may mắn, giàu sang, phú quý cho người tuổi Giáp Thìn. Ngoài ra, cây phú quý có tác dụng lọc sạch không khí, giảm bớt khói bụi, hấp thụ chất hữu cơ dễ bay hơi gây bệnh. Cây đuôi công tím.
cây đuôi công tím là biểu tượng của sự thịnh vượng, phúc lộc, hạnh phúc đề huề. Cây đem về cho người tuổi Nhâm Thìn nhiều may mắn, tài lộc, cân bằng các mối quan hệ và giúp gia đình luôn êm ấm, an nhiên. Cây hồng môn. Cây hồng môn mang lại sự may mắn và hạnh phúc cho người tuổi Giáp Thìn. Ngoài ra, làm giảm những căng thẳng, kiểm lại tính bốc đồng, gia tăng thêm vận khí tốt, tài lộc càng hanh thông để họ có thể phát triển sự nghiệp ở vị trí cao hơn. Bên cạnh đó, những người tuổi Giáp Thìn phù hợp với các cây như cây kim ngân, cây kim tiền, cây huyết dụ, cây vạn lộc, cây lan quân tử, cây chầu bà đế vương đỏ. Ngoài những màu bản mệnh, thì người mệnh hỏa tuổi Giáp Thìn có thể chọn màu xanh lá cây để đem lại nhiều may mắn. Cây cảnh cho người thuộc Bính Thìn, sinh năm 1976. Người mang tuổi Bính Thìn là người rất thông minh, tháo vát, tự tin, rất dễ thành công trên con đường sự nghiệp lẫn cuộc sống. Người tuổi Bính Thìn có nhiều khát vọng, nhiệt tâm, nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng nhận trách nhiệm tốt hơn. Tuổi Bính Thìn là những người mệnh thổ nên họ hợp với những cây có màu đỏ, nâu và vàng, rất kỵ với cây có màu đen và trắng. Cây phong lộc hoa. Cây phong lộc hoa hay cây dứa cảnh nến là cây mang lại vượng khí, nguồn năng lượng tích cực như màu hoa rực rỡ cho gia chủ tuổi Bính Thìn. Bên cạnh đó, sắc đỏ của hoa như cũng tượng trưng cho kết quả rực rỡ của hành trình đầy gian truân của người tuổi này. Cây đa búp đỏ. Cây đa búp đỏ mang đến cho người tuổi Bính Thìn cuộc sống bình an và êm ấm. Ngoài ra, cây còn có khả năng hút được khói thuốc lá, các khí độc trong không gian sống của họ, trả lại không gian trong lành cho gia chủ. Cây sen đá nâu. Cây sen đá nâu giúp thu hút phúc lộc, may mắn theo đó mà vào. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, gắn kết. Nếu đặt cây sen đá nâu ở văn phòng thì mang đến tài vận, thăng tiến trong sự nghiệp, mối quan hệ với đồng nghiệp hay với sếp cũng gắn bó hơn. Ngoài ra, những người tuổi Bính Thìn cũng hợp với cây ngũ đa bì, cây chầu bà, cây lan quân tử, cây hồng môn, mang đến những điều tốt lành trong cuộc sống, giúp người tuổi Bính Thìn nhanh đạt được sự giàu sang phú quý, an khang thịnh vượng. Cây cảnh cho người thuộc Mậu Thìn, sinh năm 1988. Người thuộc Mậu Thìn, sinh năm 1988 thuộc hành Mộc, mang màu xanh bản mệnh, biểu tượng của cây cối. Do vậy, những cây hợp với người tuổi Mậu Thìn là những loại cây có màu sắc đặc trưng thuộc hành Mộc. Khi trồng những cây hợp với tuổi Mậu Thìn sẽ giúp người tuổi này luôn may mắn, tài lộc dồi dào, luôn phát lộc, phát tài, luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Cây trường sinh. Cây trường sinh là loài cây cảnh phong thủy địa bàn, tượng trưng cho sức sống bền bỉ, trường tồn, dẻo dai, luôn phát triển theo chiều hướng tích cực nhất. Đồng thời, còn thể hiện sự gắn kết đối với những thành viên trong gia đình người tuổi Mậu Thìn. Cây cau tiểu trâm. Cây cau tiểu trâm là loại cây cảnh nội thất mang nhiều ý nghĩa. Tuy cây có hình dáng nhỏ xinh nhưng khả năng chịu nhiệt, khắc nghiệt, vượt qua những khó khăn, trở ngại, thể hiện ý chí, sự phấn đấu sẵn sàng vươn lên trong cuộc sống. Cây vạn niên thanh. Cây vạn niên thanh được coi là một loại cây phong thủy vô cùng ý nghĩa, mang may mắn và tài lộc tới cho người mạng mộc. Ngoài ra, đây là loại cây cảnh loại không khí rất tốt. Bên cạnh đó, những loại cây sau đây cũng giúp người tuổi Mậu Thìn thêm sức nhận, thăng hoa hơn trong cuộc sống. Cây tụng La Hán, cây ngũ đa bì, cây kim ngân. Tuy nhiên, để nhận được thêm nhiều tài lộc hơn, may mắn nhiều hơn, người tuổi Mậu Thìn nên chọn những cây thuộc hành thủy có màu xanh nước biển để giúp công việc được thuận lợi hơn. Cây cảnh cho người thuộc Canh Thìn, sinh năm 2000. Người tuổi Canh Thìn thuộc những người không thích lãng mạn và tính tình rất phóng khoáng. Người này đại diện cho sự quyền lực, tham vọng và sự thống trị. Họ tượng trưng cho sức mạnh phi thường, có người năng lực dồi dào, tích cực trong cuộc sống. Người tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim thì những cây có màu trắng, vàng, nâu sẽ vô cùng hợp với họ. Những cây thuộc hành kim sẽ giúp những người tuổi Canh Thìn nhận nhiều tài lộc, may mắn và giúp họ khai thông trong mọi sự việc khó khăn, không như ý muốn. Cây lan ý.
Cây lan ý có tác dụng cân bằng trường khí và hấp thụ tất cả các năng lượng xung khắc trong nhà, giúp người tuổi Canh Thìn có một không gian sống hài hòa. Vẻ đẹp thướt tha, tinh khiết của hoa lan ý màu trắng luôn vươn thẳng, gợi toát lên sự thanh cao, khoáng đạt, mang đến cảm giác thư thả, yên bình cho gia đình người tuổi Canh Thìn. Cây bạch mã hoàng tử. Cây bạch mã hoàng tử nhìn rất khẳng khiu, vươn thẳng với những tán lá rộng màu xanh vân trắng, hài hòa, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cây bạch mã hoàng tử đặt trong nhà hay trong phòng làm việc không chỉ có tác dụng trang trí, giảm stress mà còn mang tới tài lộc vượng khí cho người tuổi Canh Thìn. Cây lan chi. Cây lan chi với ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn, giúp người tuổi Canh Thìn làm ăn ngày một phát đạt. Cây lan chi như một lời chúc may mắn, mong người tuổi Canh Thìn có cuộc sống không lo âu, luôn vui vẻ, bình yên và lạc quan. Cây lan chi hợp với mọi không gian như ban công, cửa sổ, phòng khách, phòng làm việc. Ngoài ra, còn một số loại cây giúp người tuổi Canh Thìn luôn may mắn và thành đạt như cây ngọc ngân, cây kim ngân, cây kim tiền, cây chầu bà đế vương, cây hạnh phúc. Trên đây là những gợi ý loại cây phong thủy phù hợp với người tuổi Thìn. Chúng tôi hy vọng bạn đọc sẽ cảm thấy hữu ích với bài viết này và chọn được cây phù hợp với mình hoặc tìm ra cây để tặng cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp. Chúc bạn thành công! Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!